cái powertrain của một cái xe, hơi. Vâng, đây cái chúng ta muốn tôi muốn đây đây. Vâng. Cái đây đó là cái xe Tesla. Yeah. Còn đó, cái phần còn lại đó chỉ là cái sườn của xe Tesla và ghế ngồi và gọi là cái bàn lái của xe Tesla thôi. Cái ở dưới sắt đó, đó là một cái khung sắt, ở trong đó chứa 7.000 cái battery. Ok. Wow. Ở đằng cái hình đằng đầu đó, quý vị thấy hai cái cục tròn tròn. Thì phân nửa cái cục đó đó là cái máy. Cái máy điện của Tesla đó nó chỉ bằng như một quả dưa thôi. Còn phân nửa bên lại đó là cái máy điện để nó hút điện từ trong máy kia đi ra. Vâng. Thì đây là một cái xe Tesla. Hai cái đồ nhổng lên là hai đồ ống nhún. Và đó. Rồi khi mà Tesla làm lên thì cứ cho sườn lên trên đó thôi. Một cái xe rất giản dị. Thì vì vậy đó, cái đắt ở cái xe Tesla và cái xe điện đó là cái battery. Vâng. Thì khi mà Elon Musk lần đầu tiên mà làm cái battery đó, thì một gọi là 1 kilowatt cho một cái xe cho battery đó thì tốn khoảng $600. Hiện thời đó, sau vòng 4 năm thì 1 kilowatt mà của Tesla battery đó bây giờ xuống chỉ còn có $190 thôi, và 2 năm nữa sẽ xuống 130. Tức là giá battery của Tesla bây giờ có thể tới 2 năm nữa chỉ còn có 1/4 hồi xưa thôi. Vâng. Wow. Thì quý vị, vì đó đó là cái xe Tesla xe điện nó sẽ rẻ đi, tại nó không có cái gì cầu kỳ khó khăn. Một cái máy mà dùng xăng đó, cái máy xăng đó có khoảng 1.000 bộ phận gọi là chúng ta phải ráp lại với nhau, và nó chạy tùm lum tùm la và từ đó có thể dễ hỏng. Một cái máy điện của Tesla cũng như tôi nói đó, chỉ có nhỏ bằng một quả dưa thôi, mà trong đó có dây điện, có nam châm và có một trục thôi, chẳng còn cái gì. Quý vị không phải thay dầu, không làm cái gì. Và người ta đã tiên đoán là battery và máy điện của Tesla sẽ gọi là tốt được cho 1.000.000 mai. Wow. Có nhiều cái xe đã chạy được là 600-700.000 mai rồi mà vẫn còn gọi là tốt như thường. Chạy quý vị không phải thay dầu, không phải thay nhớt, và lâu lâu đó mới thay bó thắng, cái thắng xe đó một lần thôi. Tại là vì cái máy điện nó thắng, mình không phải đạp thắng, tới đó bỏ ga ra là cái xe chậm lại rồi. À. Trừ khi mà gấp quá phải thắng thôi, chứ còn ngoài ra là cứ bỏ ra là xe chậm lại. À. Vâng, đó là cái mà tại sao xe điện bây giờ từ từ sẽ xuống rất rẻ. Vâng, thì cái quan trọng đó của ông Elon Musk đó, là ông phải suy nghĩ xa. Thì cái vấn đề làm sao mà chúng ta có thể làm giảm cái giá battery được? Tại là vì battery lithium đó bao nhiêu lâu nay rồi mà tại sao không giảm đi, vẫn còn đắt như vậy, mà Elon ra một thời gian ngắn xong giá chỉ còn 1/4. Đó lại là một cái công trình của Elon Musk. Thưa bác sĩ, chúng tôi xin bác sĩ trở lại một vấn đề là cái chiếc xe Tesla. Thế thì cái chiếc xe Tesla, ông tổ của chiếc xe Tesla, cái người mà làm cái chiếc xe Tesla này là ai vậy thưa bác sĩ? Có hai người gọi là sáng chế ra cái xe Tesla, thì tôi quên hai tên cái người đó. Yeah. Hai người đó sau này cũng có gọi là vô làm việc với Tesla, với ông Elon Musk, cũng gọi là đụng độ, và hai người đó bỏ hãng Tesla đi ra mở một cái hãng điện khác, nhưng mà là một cái xe hơi, như là xe hơi xe truck, xe bus, xe gì, chứ không có làm những cái xe sedan như là Tesla. Yeah. Làm như vậy là bây giờ về phía những chiếc xe điện thì có thể nói Elon Musk là người có thể đứng hàng đầu và độc quyền luôn thưa bác sĩ. Vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất là như thế này, là Elon Musk là cái sức mạnh mà làm cuộc đảo lộn lại xe. Vì vậy đó, chứ còn nếu mà không có Elon Musk, bao nhiêu lần họ đã thử rồi. GM cũng làm ra một cái xe The Electric Car, làm 2.000 chiếc, cho thử làm sao đó có thể bị nhiều sức mạnh ép không cho bán gọi là Electric Car. Trong đó có thể những hãng dầu hỏa chẳng hạn. Nếu mà làm điện rồi đó, thì dầu hỏa mà sao bán được. Vâng. Thì họ ép là GM phải thu hồi 2.000 chiếc xe đó lại và không được giữ. Ép, phá, dục hết trơn, không cho giữ. Wow. Vâng. Thế bây giờ chúng ta nói với cái battery thì thưa bác sĩ, nó có cái hãng là chuyên làm battery phải không bác sĩ? Thì cái hãng đó nó với liên hệ với là Elon Musk như thế nào thưa bác sĩ? Thì cái mà chúng tôi đã nói rồi đó là cái battery của Tesla đó là do hãng Panasonic làm. Hãng Panasonic đó là một hãng có thể là số 1 thế giới về làm lithium battery. Cái battery dùng bằng lithium. Ok, thì
làm lithium battery. Thì lúc ban đầu đó là Panasonic làm battery cho xe hơi Tesla. Nhưng mà Elon Musk nghĩ trong trường hợp này, nếu mà cái chuyện gì xảy ra mà Panasonic không bán, không làm battery cho Tesla nữa sao? Chết rồi. Thì Elon Musk phải nắm cái tính mạng mình trong tay của chúng mình. Và Elon Musk đã điều đình với Tesla, với Panasonic đó, là làm một cái hãng để bào chế những cái battery đó ở trên nước Mỹ này. Mà ông đặt là Gigafactory. Mega là nó lớn rồi. Mega. Đây có phải là cái hãng Gigafactory vâng, không thưa bác sĩ? Đây là cái sơ đồ của cái Mega Factory mà chỉ trong thời gian ngắn từ đó biến ra một cái hãng này. Đây là cái hình chụp năm tháng Giêng 2017 chưa xong, chưa làm xong, quý vị thấy chưa? Mà ở trong hãng đã bắt đầu gọi là sản xuất battery rồi. Wow. Elon Musk là một người không mất một giây một phút, nghĩ cái gì là làm liền. Vâng, thì để trở về với cái Gigafactory đó, là nếu mà muốn Elon Musk mà muốn làm bán rất nhiều xe hơi thì phải làm rất nhiều battery đó. Thì Elon Musk mới có ý định làm một cái hãng battery khổng lồ. Cái hãng battery này nè, khi mà thành tất xong chắc là cuối năm 2020 thì một mình cái hãng này đó sẽ sản xuất lithium battery nhiều hơn tất cả battery, lithium battery cả thế giới cộng chung lại với nhau. Wow. Vâng. Mà đây chỉ có là một cái thôi. Vâng. Cái quan trọng cái thứ hai đó là mới gọi là 2-3 tuần về trước, Elon Musk đã loan báo rồi. Tôi sẽ tìm gọi là địa điểm cho 3 cái Gigafactory. Cái này chưa xong mà đã đi tìm địa điểm để làm 3 cái Gigafactory khác. Một cái sẽ ở nước Mỹ, một cái sẽ ở bên Âu Châu và một cái sẽ ở bên Á Châu. Vâng. Và ông nói là cuối năm nay chúng tôi sẽ loan báo cái địa điểm của 3 Gigafactory đó. Wow. Và song song với cái sự loan báo của 3 cái Gigafactory của Elon Musk, chúng tôi lại nghe ở bên Trung Quốc bây giờ cũng có là một cái hãng cũng có cái ý định là một cái Gigafactory như là Tesla để gọi là làm battery. Như vậy là họ lấy được cái bản quyền đó hay sao bác sĩ? Vâng, thì đó là Elon Musk. Elon Musk là không phải là chúng ta xe điện cạnh tranh với xe điện, mà chúng ta xe điện cạnh tranh với xe xăng. Oh. Đó. Thì vì vậy, xe điện giờ chưa có 1%. Gọi là thì cái thị trường xe hơi điện nó lớn lắm. Elon Musk gọi là sống thêm bao nhiêu lâu cũng không gọi là cung cấp không đủ được, cho yeah. cái xe điện cho thế giới. Oh wow, cái thưa quý vị, lại nhìn có nhiều điều chúng ta không bao giờ nghĩ nó lại xảy đến trong đời sống chúng ta. Vấn đề xe hơi là một trong những cái phương tiện mà có thể nói là chúng ta ngày ngày nói đến. Nhìn những chiếc xe lộng lẫy, những chiếc xe mà có thể nói rằng từ những cái body của họ rồi đến phía phương tiện ở phía trong thì chúng ta không nghĩ nào có một cái cuộc cách mạng. Nhưng hôm nay thì thực sự chúng ta đang hướng về một cuộc cách mạng xe hơi mà theo như lời bác sĩ Nguyễn Quang Thái, đó là Elon Musk với xe Tesla. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong một giây lát.